Thanh Thắng quay lại đường xuất phát của Thành phố Hồ Chí Minh để bắt thay cho Bùi Tiến Dũng. Ở trước thì Bùi Tiến Dũng có phần nào đó đã mắc sai lầm trong pha thua của Thành phố Hồ Chí Minh trước Viettel. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp trận đầu tiên thì đội khách Hải Phòng trong trang phục màu đỏ bảo vệ cầu môn phía cánh trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là huấn luyện viên trưởng Trần Minh Chiến, một áp lực rất lớn. Martino tạt bóng. Rồi, tỷ số được mở cho các đội phòng, đó lại là Rivario. Bàn thắng thứ 9 của Rivario tại V-League năm nay. Không thể nói hết tầm quan trọng của Rivario đối với Hải Phòng tại mùa giải này được. Thật sự là như vậy. Một trận thiếu vắng anh thôi thì Hải Phòng đã để thua 0-3 trên sân Vinh. Nhưng ngay sau khi Rivario quay trở lại thì ở phút thứ 4 trong trận đấu này anh đã mở tỷ số. Và người kiến tạo đó là Martino. Thành phố Hồ Chí Minh thật sự gặp quá nhiều khó khăn ở mùa giải hôm nay. Ngày hôm nay họ đang chơi với những gì được coi là tốt nhất, một cái ôm của Rivario đối với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Khởi đầu rất thuận lợi. Chúng ta có thể thấy là vị trí của trung vệ Brandon Lucas trong pha bóng vừa rồi cũng không ấn tượng. Trong vòng cấm, Rivario đưa thời gian hãm ngực và tung ra một cú bắt vô lề rất nhanh. Trung Hiếu rất hay, vẫn còn không được, vẫn không vào. Xin chút nữa tỷ số là 2-0 cho cao thủ Hải Phòng. Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu với một hàng phòng ngự như mơ ngủ vậy. Xem lại pha chuyền bóng quá hay trước đó của Triệu Việt Hưng dành cho Martino. Từ đó Hải Phòng đang chơi với một hàng tiền vệ rất ổn định. Pha mở bóng tốt của Châu Ngọc Quang, dứt điểm ngay. Và dứt điểm bóng sống ngay của Hải Huy. Hàng tiền vệ của Hải Phòng đang chơi thực sự rất thăng hoa với sự chỉ huy của đội trưởng Hải Huy. Dứt điểm thẳng tầm chân trái của Triệu Việt Hưng rồi. Dứt điểm gọt xa. Phút thứ 42 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0. Hai đội chủ nhà chưa tạo ra được một cơ hội nào được coi là thực sự nguy hiểm cả, ngoài cú đá trượt đến từ Patrick Conroy. Đó là Ngô Hoàng Thịnh. Tỷ số là 1-0 cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha sút bóng có thể nói là không tưởng của Ngô Hoàng Thịnh theo bóng cách các cột. Thật sự là như vậy. Pha dứt điểm quá đẹp, không thể tin nổi. Đi quá xa mà lên tới tầm gần 40m của cột đã tung ra một cú dứt điểm trực tiếp. Vòng thi đấu thứ 10 này cả. Rất bất ngờ khi những giây cuối cùng của hiệp 1 thì tỷ số được san bằng 1-1 cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn đó là đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hay. Một lần nữa chúng ta xem lại pha sút phạt này. Bóng đi lắc và làm mất phương hướng của thủ thành Đình Triệu. Phong cách cái bác môn điển hình. Quá đẹp mắt. Không nhiều cầu thủ Hải Phòng có thể tung ra những sút phạt dạng như thế này được. Niềm vui của ban huấn luyện Thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên rồi. Tỷ số là 1-0, lại là một bàn thắng quá đẹp, bàn thắng đầu tiên của Ngô Hoàng Thịnh tại V-League năm nay. Một sự giải tỏa lớn cho đội trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng bổng sẽ là một trong những điều rất nguy hiểm đối với khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Hải Huy đánh đầu, dứt điểm, không được. Bóng bật người của Brandon. Xuyên chút nữa thì Châu Ngọc Quang có thể nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ Hải Phòng. Người đánh đầu phòng ngự trước đó là Võ Huy Toàn. Ngay không còn một cách nào khác cả. Rất may là Brandon đã có một vị trí phòng ngự tốt ở trong pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là phạt góc dành cho các cầu thủ Hải Phòng.
Pha phối hợp nhanh, dứt điểm ngay. Di Mario, không phải vừa rồi là mau set. Hải Phòng chắc chắn không hài lòng với một điểm có được trong trận đấu này. Họ đang đẩy cao đội hình. Lâm Tiến Phong, vẫn là Lâm Tiến Phong. Rồi, Daniel Green tỷ số lại một cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức sau khi Daniel Green được đẩy lên chơi cặp tiền đạo với Bayern thì anh đã có bàn thắng rồi. Sự thay đổi người rất hợp lý đến từ huấn luyện viên Trần Minh Chiến và niềm vui đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh.